Nội tiết tố nữ estrogen được coi là nhựa sống của cơ thể, là cội nguồn của sự tươi trẻ và là nhân tố quyết định toàn bộ đặc trưng của phái nữ, từ sinh lý, ngoại hình đến sức khỏe. Ở tuổi trưởng thành, hàm lượng nội tiết tố nữ thay đổi, đặc biệt là phụ nữ sau thời kỳ sinh nở, dẫn đến suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ estrogen, khiến chị em phải đối mặt với các vấn đề không mong muốn như rối loạn kinh nguyệt, nám, sạm, da khô nhăn kém đàn hồi, ngực lép chảy xệ, tụ mỡ vùng bụng, tóc khô sơ, gãy rụng, bốc hỏa, suy giảm trí nhớ, ung thư vú, ung thư tử cung, giảm ham muốn và đặc biệt dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Thấu hiểu được tầm quan trọng của estrogen đối với phụ nữ, công ty cổ phần Power Queen Việt Nam đã nghiên cứu và cho ra đời viên uống điều hành nội tiết và dryer với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phái nữ. Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như sinh địa, ốc kim, ít mẫu, đỗ đen sao, thanh bì, chỉ thực, cam thảo, giúp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, cải thiện mỏi mắt, đau lưng, tăng cường nội tiết tố nội sinh, cải thiện chức năng sinh lý nữ, cải thiện căng tràn vòng 1 và vòng 3, giúp chống lão hóa, mờn đám, cải thiện làn da sáng mịn. Đặc biệt, khi muốn điều hòa nội tiết, dryer giúp hỗ trợ điều trị hiếm muộn, u nang u xơ buồng trứng, điều hòa kinh nguyệt, đau lưng, nhức mỏi trong chu kỳ. Viên uống điều hòa nội tiết và dryer căng tràn vòng 1, đẩy vòng 3, mượt mà làn da, nước đà lên láng. Dryer, bí quyết khỏe đẹp, hạnh phúc viên mãn của hàng triệu chị em phụ nữ, giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng dưới mọi ánh nhìn. Dryer, ươm mầm hạnh phúc, cảm xúc thăng hoa. Power Queen, nơi bạn trở thành nữ hoàng trong chính cuộc đời của bạn.